Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 60 token có ký hiệu là XNT các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở Telegram Startup Chatbot. Rồi bạn bấm vào GG này, GZ này, K này, A này, V này, F này. Bạn gửi chatbot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue này. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè. Sao các bạn đây con chậm có lướt captcha nha các bạn. Sau khi các bạn join kênh group nó không có captcha thì các bạn bắt up lên các bạn. Follow Twitter, like và retweet nè. Trên Twitter các bạn theo dõi nè. Bạn like nè, chỉ dẫn về dưới game nè. Các bạn có thể tweet cũng được nha các bạn. Nó không yêu cầu mình tự quyết được rồi. Rồi bạn bắt đập lên nè. Tiếp tục còn follow Facebook, like and bot nè. Trên Facebook thì các bạn bấm thích nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè. Các bạn chờ lót chút xíu các bạn. Các bạn like bài viết của nó nè. Các bạn chia sẻ công khai luôn các bạn. Rồi sau khi các bạn chia sẻ công khai xong các bạn bắt đập lên nè. Tiếp tục còn follow Instagram nè. Trên Instagram thì các bạn theo dõi nha các bạn. Giờ các bạn bắt up lên nè. Phan các bạn. Rồi bạn bắt up lên đi các bạn. Hot girl không? Rồi tiếp tục các bạn xoan xào kênh Telegram group party của nó luôn các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi bạn bấm vào submit detail nè. Cho Telegram group idol. Rồi bấm don nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lên cái link profile Twitter của mình nha các bạn. Nhấp vào bên cùng, nhấp vào mũ sơ nè. Các bạn nhấp vào bên cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ check liên kết nè. Rồi các bạn gửi lên chatbot nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi lên đường link profile Facebook của mình nha các bạn. Trên Facebook của mình thì các bạn nhấp vào cái mũi tên đau lợi nữa các bạn. Các bạn nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè. Các bạn sao chép nè. Rồi các bạn gửi lên chatbot nè. Tiếp tục các bạn gửi đường link profile Instagram mình nè. Thì các bạn cũng tiếp tục như vậy nữa các bạn. Không có gì khó hết. Rồi các bạn nhấp anh avatar của mình với trang cá nhân nè. Bao nhiêu ba cái anh cùng nè. Sao chép username Instagram mình nè. Rồi tiếp tục gửi lên chatbot nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ GBNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Wallet nha các bạn. Bạn copy địa chỉ này, gửi lên chatbot nè. Tiếp tục các bạn bấm don nè. Ok các bạn bấm vào PayPal để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok mình đã nhận được 60 token XNFT nè. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo các bạn nhé.